Kim Dung xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Xem gì trên HITV được phát sóng vào thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nằm ngay cửa ngõ của thành phố Hưng Yên, từ lâu thôn Cao, xã Bảo Khê đã rất nổi tiếng với nghề làm hương xạ. Nén hương thơm từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh người Việt và đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc. Sự chu đáo, nghiêm khắc, khéo léo cùng cái tâm của người làm nghề trong từng công đoạn chính là bí quyết làm nên chất lượng và sự nổi tiếng của hương Cao Thôn. Phóng sự Hương xạ Cao Thôn gìn giữ nét văn hóa Việt được phát sóng trong chuyên mục Đất và Người Hưng Yên lúc 20 giờ 20 phút ngày 30 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng nhân vật trải nghiệm đến thăm làng nghề truyền thống hương xạ Cao Thôn để tìm hiểu những nén hương xạ Cao Thôn được làm ra như thế nào. Làm hương cũng có cách pha chế và lựa chọn nguyên liệu theo một tỷ lệ riêng, cũng như thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, người là kết tinh sáng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tên tuổi và sự nghiệp của người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng nhiều chương trình đặc sắc với điểm nhấn là chùm phim tài liệu đặc biệt 79 mùa xuân, Hồ Chí Minh, chân dung một con người, Hồ Chí Minh, quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác mất, phim tài liệu 79 mùa xuân của nhà làm phim Cuba Santiago Alvarez được hoàn tất. Lần đầu tiên, một phim tài liệu mang phong cách Mỹ Latin đặc biệt kể về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với góc nhìn chân thực, giản dị và sâu sắc. Phim kể về những câu chuyện hậu trường, ký ức với Bác Hồ của ekip làm phim Cuba khi thực hiện tác phẩm này. Hồ Chí Minh chân dung một con người là một bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, một trong những tác phẩm về đề tài Hồ Chí Minh được đánh giá cao. Để thực hiện bộ phim này, đoàn làm phim đã sang Liên Xô để tìm tư liệu trong các bảo tàng ở Moscow và Leningrad. Trong quá trình tìm tư liệu, đoàn làm phim đã phát hiện và đưa vào phim nhiều tư liệu quý về Hồ Chí Minh trước đó chưa từng được sử dụng. Mỗi bộ phim nói về người, dù ở thể loại nào, cũng đều đem đến cho khán giả một cảm xúc mãnh liệt, xen lẫn tự hào. Phim tài liệu Hồ Chí Minh, quá khứ, hiện tại và tương lai là một ví dụ tiêu biểu cho điều đó, thân thương và vô cùng xúc động. Đó là những gì mà bộ phim đem đến cho người xem. Các nhà làm phim đã chọn những chi tiết nổi bật nhất để một lần nữa khắc họa bức chân dung Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc Việt Nam, vừa cao cả vừa gần gũi, đã ghi dấu một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, tài năng và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng bất tận cho rất nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sáng tác nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha, sâu lắng. Trong các chương trình ca nhạc được phát sóng vào lúc 10 giờ, 13 giờ 50 phút, 18 giờ 25 phút các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức nhiều ca khúc viết về Bác Hồ đã ghi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam với sức sống lâu bền. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Vĩnh Cát quê ở thôn Đào Xá, xã Đào Tương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông theo nghiệp từ lúc 12 tuổi. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Vĩnh Cát sáng tác hàng trăm tác phẩm. Đặc biệt, ông là người viết nhạc giao hưởng đầu tiên của Việt Nam. Trong chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm được phát sóng vào 20 giờ 15 phút ngày 31 tháng 8 và 20 giờ 50 phút ngày 2 tháng 9 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nhạc sĩ Vĩnh Cát với tình yêu quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Xem gì trên HITV hôm nay xin được khép lại tại đây. Kim Dung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.